Việt Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện Nam tại nghe về Xin chào tất cả các em Ở bài học số 9, nghị luận văn học Chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu hai văn bản đọc hiểu Và cùng nhau thực hành tiếng Việt Ngày hôm nay, để rèn luyện kỹ năng viết Cô sẽ hướng dẫn các em viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm kịch Các em học sinh thân mến, bài văn nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm kịch không phải chỉ đơn thuần là một bài văn nêu cảm nghĩ về tác phẩm mà nó còn yêu cầu các lý lẽ lập luận câu văn phải mạch lạc rõ ràng và sắc bén học sinh phải nắm rõ các đặc điểm về thể loại nghệ thuật cũng như đặc sắc của tác phẩm đó để có thể thể hiện được góc nhìn cũng như cảm nhận của mình về tác phẩm và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về viết bài văn nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm kịch chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung đầu tiên của bài học đó chính là phần định hướng khi phân tích một tác phẩm văn học, trước hết chúng ta cần phải xác định thể loại của tác phẩm đó, ví dụ như là chuyện, thơ, ký hoặc là kịch để có thể vận dụng những tri thức về thể loại trong cái việc phân tích tác phẩm. Ở bài số 6 chúng ta được học rồi thì chúng ta đã được tiến hành phân tích một tác phẩm truyện Bài số 7 thì chúng ta tiến hành phân tích một tác phẩm thơ Bài số 9 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích một tác phẩm hài kịch và một cái lưu ý nữa đó là về đối tượng phân tích, có thể là toàn bộ tác phẩm hoặc là một phần của tác phẩm thôi. Đồng thời các em cũng cần phải chú ý một điều nữa là phải phân tích cả hai phương diện về mặt nội dung và về mặt nghệ thuật, chỉ ra được tác dụng của các yếu tố hình thức nghệ thuật ví dụ như là những xung đột, nhân vật, hành động, lời thoại, thủ pháp trào phúng trong việc biểu đạt nội dung như là đề tài, chủ đề, ý nghĩa, tình cảm và thái độ của tác giả. Nội dung định hướng thứ hai, để viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm hài kịch thì các em cần phải chú ý một số điều như sau. Thứ nhất là các em phải xác định rõ yêu cầu nghị luận. Nếu là bài làm theo đề đã cho thì phải thì yêu cầu này à, được thực hiện ở đề bài. Thứ hai là chúng ta cần phải đọc lại tác phẩm hài kịch là đối tượng phân tích. Thứ ba là chúng ta phải xác định được vấn đề cụ thể về nội dung, về hình thức mà bài viết sẽ tập trung làm sáng rõ. Thứ tư là chúng ta sẽ thực hiện các bước theo quy trình viết bài văn nghị luận. Thứ năm là chúng ta cũng cần phải lưu ý chú ý lựa chọn sử dụng những cái bằng chứng trong tác phẩm để có thể lý giải, phân tích, đưa ra những nhận xét, đóng góp khẳng định giá trị của tác phẩm. Và cuối cùng là bài viết của chúng ta cần phải tránh chỉ kể lại đơn thuần nội dung hay nhận xét về giá trị của nội dung, nghệ thuật một cách chung chung, thiếu thuyết phục. Phần số 2 của bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với nội dung thực hành. Với nội dung thực hành đầu tiên, đó chính là thực hành viết theo các bước. Với nội dung này đề bài đặt ra cho các em đó là Phân tích đoạn trích Đổi tên cho xã từ vở kịch Bệnh sĩ của Lưu Quang Vũ. Với đề bài này chúng ta cũng sẽ tiến hành theo 4 bước, với bước đầu tiên, bước chuẩn bị. Các em cần phải đọc lại đoạn trích Đổi tên cho xã của tác giả Lưu Quang Vũ và huy động những hiểu biết có được sau khi chúng ta đã cùng nhau đọc hiểu văn bản này rồi. Thứ hai là các em cần phải xác định yếu tố về nội dung và hình thức nghệ thuật đặc sắc của đoạn trích để có thể tập trung làm sáng rõ khi phân tích. Bước số 2 là chúng ta sẽ cần phải đi tìm ý và lập dàn ý. Về cách tìm ý thì chúng ta cũng rất quen rồi. Chúng ta sẽ đặt ra và trả lời một số câu hỏi để tìm ý cho bài viết của mình. Ví dụ như là tình huống của đoạn trích là gì? Có những nhân vật nào? Các nhân vật có đặc điểm gì? Đại diện cho kiểu người nào? Hành động và lời thoại của các nhân vật được khoác họa ra sao? Ngoài ra, các em có thể tự đặt thêm một số các câu hỏi khác để có thể tìm ý cho bài viết của mình. Sau phần tìm ý đó chính là phần lập dàn ý. Với một bài văn thì chúng ta sẽ thực hiện theo 3 phần. Phần thứ nhất là phần mở bài, các em cần phải giới thiệu đoạn trích đổi tên cho xã, về xuất xứ, về vị trí, thể loại và tác giả, nêu được những cái ấn tượng cảm nhận ban đầu của mình về tác phẩm này. Phần thân bài thì các em sẽ khái quát nội dung của đoạn trích và nêu tình huống kịch. Thứ hai là chúng ta lý giải về xung đột và việc giải quyết xung đột để thể hiện trong đoạn trích. Thứ ba là chúng ta phân tích những đặc điểm nổi bật của một số nhân vật, qua đó chúng ta thấy được cái ý nghĩa của đoạn trích. Và cuối cùng là phần kết bài, các nhận xét về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của đoạn trích, cũng như là rút ra những cái bài học về nhận thức và hành động cho bản thân mình. Bước số 3 là bước tiến hành viết bài. Kem sẽ dựa vào dàn ý đã lập để chúng ta tiến hành xây dựng một bài viết hoàn chỉnh. Tuy nhiên lưu ý đó là khi viết thì chúng ta cần phải chú ý kết hợp các thao tác nghị luật, phân tích, giải thích, chứng minh, bình luận và bám sát vào các đặc trưng của thể loại hài kịch đã được cung cấp và tìm hiểu ở bài số 4 rồi và chúng ta sẽ lựa chọn sử dụng cái ngôn từ sao cho giàu hình ảnh và giàu cảm xúc. Với những hướng dẫn vừa rồi của cô thì các em có thể thực hiện đề bài này. Và bước cuối cùng của quá trình viết đó chính là bước kiểm tra và chỉnh sửa. Đây là một bước không thể thiếu và vô cùng quan trọng. Các em có thể tham khảo và xem lại các video về nội dung viết mà cô đã giảng hoặc là xem lại sách giáo khoa ở trang số 28 mục D bài số 6. Chúng ta cùng chuyển sang nội dung thực hành số 2, đó là rèn luyện kỹ năng nêu lý lẽ và bằng chứng trong phân tích tác phẩm văn học. Trước tiên là về cách thức. Lý lẽ và bằng chứng trong bài văn nghị luận phân tích tác phẩm văn học phải xuất phát từ nội dung của tác phẩm, làm rõ cho vấn đề trọng tâm đã nêu lên. Khác với bằng chứng trong bài văn nghị luận xã hội, thường là các ví dụ về con người, sự việc, số liệu, kết quả nghiên cứu vân vân từ đời sống. Bằng chứng trong bài phân tích tác phẩm văn học là những câu văn, câu thơ, hình ảnh, chi tiết, sự việc được trích dẫn trực tiếp trong bài văn. Và đối với bài nghị luận phân tích tác phẩm văn học, nhất là các tác phẩm dài như truyện, kịch hay là ký, thì bằng chứng cần phải được chọn lọc để vừa tiêu biểu, vừa phù hợp với lý lẽ và luận điểm, không nên trích dẫn một cách tràn lan. Và về bằng chứng thì sau khi trích dẫn thì phải được phân tích, lý giải, bình luận nhằm mục đích là làm sáng tỏ được luận điểm và củng cố cho tính đúng đắn của lý lẽ mà các em đã nêu ra. Sau phần cách thức chúng ta đến với phần bài tập. Chỉ ra luận điểm, lý lẽ, bằng chứng và cách phân tích bằng chứng được sử dụng trong đoạn văn sau nhân vật để lại ấn tượng nổi bật trong đoạn trích kịch đổi tên cho xã là ông nha chủ tịch xã một điển hình cho kiểu người háo danh sĩ diện là con người ai cũng có những mong muốn kỳ vọng nhưng nếu những mong muốn không xuất phát từ thực tế sẽ chỉ là ảo tưởng cố theo đuổi bằng được ảo tưởng đó và tìm cách huyễn hoặc mình thì chẳng khác nào lừa người lừa mình chỉ vì thay đổi cái tên của xã theo ý chủ quan cá nhân mà ông chủ tịch xã tuyên bố rằng lịch sử xã ta mở sang một trang mới chấm dứt cái tên nông na là quá khứ tối tăm, nghèo khổ. Chính những lời nói đại ngôn sáo rỗng đã cho thấy ông chủ tịch xã là người nóng vội, thiếu hiểu biết, kiểu ếch ngồi đáy giếng, ông khao khát thay đổi hoàn cảnh nhưng lại không có phương pháp đúng, làm gì có chuyện chỉ cần đặt lại tên cho xã, một cái tên thật kêu là mọi việc sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp như một giấc mơ. Với bài tập này, chúng ta sẽ lần lượt xác định luận điểm, lý lẽ và bằng chứng ở trong đoạn văn này như sau. Trước tiên là về luận điểm. Nhân vật để lại ấn tượng nổi bật trong đoạn trích kịch đổi tên cho xã là ông Nha, chủ tịch xã, một điển hình cho kiểu người hào danh, sĩ diện. Như vậy thì chúng ta thấy rằng câu văn chứa luận điểm là câu văn đầu tiên trong văn bản. Về lý lẽ, là con người ai cũng có những mong muốn kỳ vọng cho đến khác nào lừa người lừa mình. Và đoạn thứ hai đó là ông khao khát thay đổi hoàn cảnh cho đến như một giấc mơ. Hai đoạn này chính là hai đoạn nêu ra lý lẽ. Về bằng chứng được đưa ra đó là đưa ra việc ông chủ tịch xã dù thiếu hiểu biết nhưng nóng vội tuyên bố rằng lịch sử xã ta mở sang một trang mới, chấm dứt cái tên, nôm na của một quá khứ tối tăm nghèo khổ. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta vừa được ôn tập lại về thể loại kịch và vừa được ôn tập về phần nghị luận văn học cũng như là đi rèn luyện kỹ năng viết. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe bài giảng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong buổi học tiếp theo. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của Việt sách